Xin chào các bạn, theo cập nhật mới nhất, lực lượng dự bị Nga đang dầm dập tiến về khu vực Kurd. Tuy nhiên, một trong những đoàn xe quân sự này đã bị hỏa lực từ hệ thống HIMARS của Ukraine bắn trúng, gây thương vong nặng nề. Trong ngày 9 tháng 8, lực lượng dự bị quy mô lớn của Nga đang dầm dập tiến về Kurd để triển khai phản công. Tuy nhiên, một trong những đoàn xe quân sự đã bị hỏa lực từ hệ thống pháo phản lực HIMARS hạng nặng bắn trúng và chịu thương vong nặng nề. Hiện tại các cuộc tấn công đã bị chậm lại ở một số nơi. Nga đã bắt đầu phản công. Tuy nhiên tình hình rất biến động và dự kiến sẽ còn có nhiều cuộc tấn công hơn của Ukraine vào ban đêm trên hướng Bolshoe, Sudaskoye, Suza và Korenevo. Lực lượng Moscow bắt đầu chuẩn bị pháo binh hạng nặng ở Sivers và Bắc Kubietska, đồng thời quân đội Nga công tiến vào Chasovya, Dozuba và Vodizazenka. Trong ngày, các cuộc không kích dữ dội bằng bom hạng nặng đã được ghi nhận tại Seredove và Kostatinevka. Trong đêm, quân đội Ukraine đã thực hiện một nỗ lực khác để đổ bộ lực lượng lên Kyber ở Kherson bên bờ biển đẹp. Nhưng họ đã rút lui do bị Nga tập kích bằng hỏa lực hạng nặng. Lực lượng kép tấn công sân bay ở Lipetsk và cố gắng tấn công Sevastopol bằng xuồng không người lái. Đây là bản đồ chiến sự tại Kherson ngày 9 tháng 8, trong đó Nga kiểm soát phần màu tím và đang phản công theo các mũi tên đỏ. Những mũi tên vàng thể hiện hướng tấn công của Kiev. Các khu vực màu vàng nhạt là nơi họ mới giành được. Ukraine đã mất quyền kiểm soát tình hình ở Kursk theo kênh Redoka, lực lượng Moscow đã ngăn chặn thành công các mũi xung kích Ukraine ở Kurt, đặc biệt là tại quận Suzarsky. Cụ thể, quân đội Nga sau khi tăng cường lực lượng dự bị đã ngăn chặn bước tiến của đối phương dọc các con đường tới Rysi, Levgos và Kuchatov, bất chấp mọi nỗ lực đột phá sâu hơn từ lực lượng Kiev. Hơn nữa, các nhóm chiến thuật Ukraine được hỗ trợ bởi cả UAV và pháo binh tấn công từ Malaysia, Lodia đã bị chặn lại gần làng Kromkie, Biki và sau trận chiến đã phải lùi về phía Nam lực lượng kép cũng đã bị đánh lui khỏi Kremlin. Ukraine không chiếm được Suza, phần phía đông khu định cư vẫn do lực lượng Moscow chấn giữ. Nhóm binh sĩ Nga đồn trú được tăng cường bởi quân tiếp viện đến từ Ulanki và Rosankaya, Nobanbanka. Rõ ràng lực lượng đối phương trong khu vực khá khiêm tốn. Lực lượng Ukraine đã mất quyền kiểm soát tình hình, mặc dù họ không ngừng tìm kiếm những lỗ hổng trong hàng phòng ngự của Nga. Tuy nhiên, nhờ lượng dự trữ tăng lên, binh lực Moscow trong vùng đã tăng lên về chất lượng đây là bản đồ chiến sự tại Kurt ngày 8 tháng 8, trong đó Nga kiểm soát phần màu đỏ, các mũi tên đỏ thể hiện hướng phản công của họ. Khu vực gạch chéo là nơi lực lượng Kiev mới giành được và tiếp tục phát triển theo những mũi tên sạch. Giao tranh ác liệt gần Thoret Kênh Duba cho biết, lực lượng Moscow đã tấn công các mục tiêu đối phương bằng máy bay không người lái ở Kiev, Dnipro Montava, Kirovohrad. Các đội hình Ukraine đã thực hiện một cuộc không kích vào Crimea và Sevastopol cũng như là phá hủy cơ sở hạ tầng tại một sân bay ở Lipes và phá hủy một trạm biến áp ở quận Otibarsky thuộc vùng Kurd. Ở hướng bắc Ukraine có những trận chiến tại Suza, Ukraine đang nắm quyền kiểm soát các vùng ở ô phía tây khu định cư. Ở Korenevo, không có đột phá nào của lực lượng Kiev được ghi nhận. So với những ngày trước, tình hình ổn định hơn, mặc dù vẫn còn quá sớm để nói về việc Nga nắm giữ thế chủ động. Chúng ta cùng xem bản đồ chiến sự tại vùng Khớt ngày 9 tháng 8, trong đó lãnh thổ Nga là phần màu đỏ các mũi tên xanh thể hiện hướng tấn công của Kiev và lực lượng Moscow phản công theo các mũi tên đỏ. Tại Bakhmut, Artemot, lực lượng Moscow mở rộng vùng kiểm soát dọc đường Mariupolskaya ở tiểu khu Otyabrisky thuộc Chasovya. Trên trục Oleksandr Kalinovo, các đội xung kích Nga đang tiến vào Ruzuba và cũng mở rộng vùng kiểm soát thêm 400m trên đường Holiska ở vùng Notoroske, nơi các trận chiến đang diễn ra trong trung tâm ngôi làng. Bản đồ chiến sự Ukraine tại Olesandro Kalinovo ngày 9 tháng 8, trong đó Nga kiểm soát phần màu đỏ, cơ mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ. Những khu vực màu đỏ đậm là nơi lực lượng Moscow mới giành được. Trên hướng Bokros Adipka, lực lượng Moscow cải thiện vị trí chiến thuật tại các cánh đồng phía nam Vodizhika và đang chiến đấu ở các hướng tiếp cận phía đông nam tới Hrodivka. Kênh Suri đưa tin tại Ocheratene, ở tây bắc Adipka, quân đội Nga đã kiểm soát các vị trí mới ở tây Ivanivka. Ngoài ra, họ cũng phát triển về phía tây bắc Senivka và Vesele, tiến đến vùng ngoại ô Hrodivka. Bản đồ chiến sự Ukraine tại Ocheratine ở Adivka ngày 9 tháng 8, trong đó Nga kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên màu cam thể hiện hướng tấn công của họ và những khu vực bao quanh bởi nét đức màu cam là nơi lực lượng Moscow mới giành được. Ở Kherson, Kiev thực hiện một nỗ lực khác ở Kimber's Beach sau khi mất một trong những chiếc thuyền cùng lực lượng đổ bộ. Họ đã buộc phải rút lui. Bản đồ chiến sự Ukraine tại vùng Kherson ngày 9 tháng 8 được thể hiện ở đây. Trong đó, lãnh thổ Nga là phần màu đỏ, các mũi tên màu xanh thể hiện hướng tấn công của Kiev và lực lượng Moscow phản công theo các mũi tên đỏ. Trong báo cáo tối ngày 9 tháng 8, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết có 70 cuộc giao tranh đã xảy ra. Nga tiến công tích cực nhất ở hướng Bokoros ở Báo cáo có đoạn, quân đội Nga tiến hành hai cuộc tấn công vào lãnh thổ Ukraine bằng hai tên lửa và 51 cuộc không kích, thả 62 bom KB. Ngoài ra, họ còn sử dụng 458 UAV và thực hiện hơn 3.300 cuộc tấn công bằng các loại hỏa lực khác nhau. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ cơ bản đẩy lùi các đợt xung phong của Nga ở Kharkov, Kubiaska, Liman, Sivas, Kramatov, Torres, Kurakovsky, Vremovsky và Orekhov. Theo hướng Bokrovs, kể từ đầu ngày, 25 trận chiến đã diễn ra, lực lượng phòng thủ đã đẩy lùi 17 cuộc tấn công, 8 cuộc vẫn đang diễn ra. Nga chuẩn bị phòng thủ nhà máy điện hạt nhân Kursk. Ukrainska Brada đưa tin tại Nga, nhà máy điện hạt nhân Kurt đang được chuẩn bị phòng thủ do một số nhóm lực lượng vũ trang Ukraine tiếp cận. Theo các báo cáo, lực lượng an ninh Nga đã chặn các tuyến đường vào nhà máy điện hạt nhân Kurt vào chiều thứ Sáu ngày 9 tháng 8. Trước đó, một nguồn tin từ nhà máy cho biết việc tăng cường an ninh đã được thực hiện. Rosatom xác nhận rằng họ đã cắt giảm số lượng công nhân xây dựng tại nhà máy điện hạt nhân Kurt Hải. Nhà máy điện hạt nhân Kurt là nhà máy điện hạt nhân duy nhất tại Nga đang tích cực xây dựng các tổ máy điện mới. Một blogger người Nga cũng đưa tin rằng nhà máy điện hạt nhân Kurt đang chuẩn bị phòng thủ với các nhóm nhỏ cơ động của lực lượng Kiev gồm 5 đến 20 người đã được phát hiện tại cách nhà máy 39 km. Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm ngày 9 tháng 8 cho biết Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sersky báo cáo về các hành động phòng thủ theo hướng mà Nga tiến hành các cuộc tấn công. Ông nói trước hết, chúng tôi đã nghe báo cáo từ Tổng tư lệnh Oleksandr Sersky về tình hình ở tất cả các khu vực trọng điểm, miền Nam, Krakowo, Torets". Chasovya, vùng Luhan và vùng Kharkov và về các hành động phòng thủ của chúng tôi ở các khu vực mà Nga đã tiến hành các cuộc tấn công. Nhà lãnh đạo cũng đã thông báo rằng Bộ Tư lệnh đã phê duyệt một kế hoạch cho các bước kế tiếp để tăng cường hệ thống phòng không nhằm bảo vệ người dân, cơ sở hạ tầng quan trọng và các cơ sở của sự Ukraine. Bộ trưởng Nội vụ Igor Kiminenko đã báo cáo về việc bảo vệ toàn diện các trường học với sự hợp tác của chính quyền địa phương và cộng đồng, mọi khía cạnh về an ninh để chuẩn bị cho năm học mới. Tổng thống Zelensky nói thêm, cũng có một báo cáo từ người đứng đầu SVR Oles Ivachenko, liên quan đến các kế hoạch mới nhất của Nga. Chúng tôi thấy tất cả những điều này và sẽ chuẩn bị. Và cuối cùng, một báo cáo quan trọng từ cơ quan an ninh SVU, Vasily Maliot, về các hoạt động tầm xa đặc biệt của họ, những hành động rất hiệu quả. Mỹ cung cấp cho Ukraine gói viện trợ mới trị giá 125 triệu đô la. đã đưa tin, Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 9 tháng 8 đã công bố việc cung cấp thêm viện trợ quân sự cho Ukraine trị giá lên tới 125 triệu đô la. Gói viện trợ mới của Hoa Kỳ được lấy trực tiếp từ các kho hàng của quân đội Mỹ và đây là đợt thứ 63 sử dụng phương thức này, bao gồm đạn dược cho hệ thống HIMARS, đạn pháo 155mm và 105mm, tên lửa Stranger, hệ thống chống tăng Javelin và AT-4 và tên lửa chống tăng có điều khiển TOW. Lầu Năm Góc cũng đề cập đến radar đa nhiệm, xe bánh lốp đa nhiệm SMMWV, đạn dược vũ khí nhỏ, đạn phá hủy, thiết bị bảo vệ cơ sở tầng quốc gia quan trọng và phụ tùng thế thế. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục làm việc với gần 50 thành viên và đối tác của lấy Minh để đảm bảo những người bảo vệ dũng cảm của Ukraine có đủ năng lực quan trọng cần thiết để chống lại sự gây hấn của Nga. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết. Trước đó vào ngày 29 tháng 7, Hoa Kỳ đã công bố hai gói viện trợ trị giá tổng cộng 1,4 tỷ đô la. Lầu Năm Góc gần đây cũng phát hiện ra lỗi kế toán cho phép họ tìm thêm 2 tỷ đô la viện trợ bổ sung cho Ukraine ảnh vệ tinh sân bay Libet của Nga sau vụ không kích của Ukraine. Radio Liberty đưa tin, hình ảnh vệ tinh do Planet Lab công bố ngày 9 tháng 8 cho thấy hậu quả gây ra từ các cuộc không kích của Ukraine vào sân bay Libet gần thành phố cùng tên ở lãnh thổ Nga. Theo hình ảnh, một số cơ sở sân bay có thể được sử dụng làm nhà kho đã bị phá hủy hoàn toàn và một đám cháy lớn có thể đã bùng phát ở đó. Hai hỏa bom cũng có thể nhìn thấy, có thể là kết quả của tên lửa hoặc máy bay không người lái do lực lượng Kiev sử dụng để thực hiện các cuộc không kích. Trước đó, vào đêm ngày 8 đến ngày 9 tháng 8, chính quyền Nga đã báo cáo về một cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn vào Lipas dẫn đến những vụ nổ lớn gây ra hư hại cho một cơ sở hạ tầng năng lượng. Sau đó, tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại Lipas. Cơ quan tình trạng khẩn cấp khu vực Lipas đã báo cáo về một vụ hỏa hoạn tại một sân bay quân sự. Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận cuộc tấn công vào sân bay quân sự Lipas và phá hủy các nhà kho. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo